Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, Triều Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam đã để lại cho dân tộc ta một di sản văn hóa đồ sộ, trong đó có hệ thống lăng tẩm nhà Nguyễn ở kinh thành Huế. Mỗi lăng mộ không chỉ là di sản kiến trúc mà còn là một câu chuyện huyền thoại về cuộc đời mỗi nhân vật lịch sử vĩ đại đã yên giấc ngàn thu. Ít ai biết rằng, một trong những lăng mộ kỳ bí nhất Triều Nguyễn chính là mộ Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo, công chúa trưởng của vua Triệu Trị và Từ Dụ Hoàng hậu, cũng là chị cả của vua Tự Đức. Theo các bộ lão xưa kể lại, sự xuất hiện của chú rắn hổ mang tại huyệt mộ chính là vị công chúa Triều Nguyễn ấy đầu thai mà thành. Thậm chí với những kẻ dã tâm đào trộm mộ đều không thành, nhận hậu quả về thảm khốc. Rốt cuộc, sự thật đằng sau câu chuyện nàng công chúa trưởng Triều Nguyễn đầu thai thành rắn hổ sống tại huyệt mộ của mình là gì? Còn những bí mật giận người nào chưa được tiết lộ về lăng mộ Triều Nguyễn ấy? Tất cả sẽ được giải mã trong video ngay sau đây. Nhắc đến xứ Huế mộng mơ, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến phong cảnh nền thơ trữ tình, con người Huế ngọt ngào sâu lắng và nền văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc. Thế nhưng, Huế thân thương còn là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi có những công trình kiến trúc, lăng tẩm đồ sộ và linh thiêng, vang mãi niềm tự hào không gì có thể thay thế. Nhà Nguyễn, nước Đại Nam là triều đại đặc biệt với nhiều câu chuyện rùng rợn, ly kỳ liên quan đến lăng mộ. Bên cạnh lăng mộ vua Thiệu Trị, ít ai biết đến khu lăng mộ của công chúa trưởng vua Thiệu Trị, Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo. Có một câu chuyện mà những người đào mộ kể lại thì trước đây có chú rắn hổ rất to sống ở huyệt mộ. Chúng có cái mào phía trên, thường gáy lúc 3 giờ sáng. Nhưng do tình trạng đào mộ nhiều quá khiến động mộ mà sau này không thấy chú rắn hổ mang này xuất hiện nữa. Ở đây có một yếu tố tâm linh mà các bô lão vẫn bán tính bán nghi rằng có thể trưởng công chúa Triều Nguyễn năm ấy đã đầu thai làm rắn hổ và sống tại đây cai quản mộ của mình. Rốt cuộc, tại sao người dân lại cho rằng con rắn hổ đó chính là công chúa Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo đầu thai thành? Còn những bí mật rùng rợn gì chưa được tiết lộ về lăng mộ kỳ lạ này? Nhà Nguyễn, nước Đại Nam là triều đại đặc biệt với nhiều câu chuyện rùng rợn, ly kỳ liên quan đến lăng mộ. Chẳng nói đâu xa, vua Thiệu Trị, tức Hoàng Thái Tử Miên Tông, lên ngôi tháng riêng năm Tân Sửu 1841 và mất 6 năm sau đó vào năm 1847, chưa kịp tự tìm cho mình một cuộc đất tốt để xây lăng. Thiệu Trị được sử sách mô tả là một hoàng đế thông minh, tận tụy chăm lo việc nước, uyên bác nho học, yêu thích thơ ca. Nhưng Thiệu Trị không đưa ra cải cách gì mới, chỉ duy trì các chính sách hành chính, kinh tế, giáo dục, luật pháp, quân sự từ thời Minh Mạng. Khi Thiệu Trị lên ngôi, chính sách bành trướng của Minh Mạng đã khiến lãnh thổ Đại Nam đạt đến mức rộng nhất trong lịch sử. Định mệnh đã đem tới những điều không vui cho vua Thiệu Trị vào hai thời điểm lớn trong đời, lúc sinh ra và khi mất đi. Ông sinh ngày 11 tháng 5 năm Đinh Mão, nhằm 16 tháng 6 năm 1807, ở nhà ông ngoại của mình là Hồ Văn Bôi, nằm phía đông Kinh Thành. Chỉ 13 ngày sau đó, mẹ ông là bà Hồ Thị Hoa qua đời ở độ tuổi 17. Sau này, ông đã cho xây ngôi quốc tự Diệu Đế tọa lạc tại địa điểm để nỗi niềm trên. Ông là con trưởng, đứng đầu trong số 78 hoàng tử của vua Minh Mạng và là vị vua thuần hòa, yêu chuộng văn chương và dùng nhiều thuật ngữ địa lý phong thủy trong các sáng tác của mình. Ông nhắc đến vùng đất Xương Vương của họ Nguyễn với linh mạch trào lên thành dòng nước ấm ở huyện Hương Trà bên nguồn Tà Trạch, ca ngợi đồi Hà Khê có thế sống quay đầu nhìn lại và hổ giống trên cao, cũng như núi Ngự Bình làm nơi trầu về của muôn núi hoặc sông Hương với trăm dòng đổ về. Lúc vua cha mất, ông điều động cả vạn dân binh để tiếp tục hoàn tất lăng Minh Mạng theo đề án để lại. Nhưng đến lượt ông thì ngay cả việc tự tìm một quốc đất cát tường vừa ý mình để xây lăng cũng không kịp. Ông lâm bệnh mất lúc 41 tuổi, để lại hơn 30 người vợ với 64 người con, gồm 29 hoàng tử và 35 hoàng nữ. Giờ hấp hối, ông gọi hoàng tử thứ hai là Hồng Nhậm, bấy giờ mới 19 tuổi, tức vua Tự Đức sau này, đến dặn dò việc xây lăng cho ông. Tự Đức lập tức triệu tập các thầy địa lý đi khảo sát quanh vùng Phú Xuân, tìm ra một cụm đất tốt cách kinh thành không xa lắm, thuộc địa bàn làng Cư Chánh, huyện Hương Thủy, trên một vùng núi thấp thuận đạo. Vì đợi xây lăng xong mới đưa đi an táng, nên quan tài của vua Thiệu Trị phải quàn tại điện Long An cùng Bảo Định ròng rã trong 8 tháng trời, tức hơn 200 ngày kể từ khi mất, vào ngày 4 tháng 11 năm 1847 đến 21 tháng 6 năm 1848.
chương trình thọ tang và chôn cất do quan thiên giám triều Nguyễn chọn các ngày tốt để làm đám, dân chúng không được làm lễ cưới, lễ hỏi và không được mặc áo đỏ trong suốt thời gian tang lễ. Tang lễ kết thúc, chiếc thuyền sơn son thép vàng vua Thiệu Trị đã dùng khi còn sống, cũng như một chiếc thuyền khác dùng để chở quan tài nhà vua được đem đốt cháy phừng phực dưới sông. Ngọn lửa bừng lên, những hộ vệ hộ tang một lần nữa múa kiếm gỗ và thắp đuốc đỏ rực trời. Lửa tàn, vua Tự Đức cùng các quan cận thần quay về kinh thành cùng một số cung phi mỹ nữ và những người được giao trách nhiệm hộ lăng phải ở lại trên ngọn đồi giữa lúc chiều vơi. Tang lễ và lăng mộ của các vị vua, hoàng thần quốc thích luôn là đề tài được nhiều nhà nghiên cứu lịch sử quan tâm chú ý. Như chúng ta biết, vua Thiệu Trị còn có 64 người con, gồm 29 hoàng tử và 35 hoàng nữ. Là ông vua uyên bác và có kiến thức phong thủy, những người con của ông cũng không phải vừa. Có nhiều câu chuyện được kể về người con gái trưởng của vua Thiệu Trị và khu lăng mộ cổ kỳ bí của bà chưa được giải mã khiến cho hậu thế tranh cãi. Con gái trưởng của vua Thiệu Trị và Từ Dũ hoàng hậu cũng là một nhân vật lịch sử đặc biệt trong sử Việt với khu lăng mộ kỳ quái ít người biết đến. Nói đôi nét về Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo, 1823-1848, phong hiệu Diên Phúc Công Chúa, là một công chúa con vua Thiệu Trị nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Hoàng nữ Tĩnh Hảo sinh năm Minh Mạng thứ 5, 1824, là trưởng nữ và cũng là người con đầu lòng của vua Thiệu Trị. Khi đó, ông vẫn còn giữ tước Trường Khánh Công. Mẹ của Tĩnh Hảo là phủ thiếp Phạm Thị Hằng, về sau chính là Từ Dụ Hoàng Thái Hậu nổi tiếng hiền đức, uy quyền bậc nhất trong vòng 55 năm. Hoàng nữ Tĩnh Hảo là chị cùng mẹ với hoàng nữ Uyên Ý, mất sớm khi mới 3 tuổi và vua Tự Đức. Sử sách ghi lại, công chúa Tĩnh Hảo tuổi còn trẻ mà thông minh, nhàn nhã đoan tĩnh, có tính hiếu đễ. Hàng ngày, công chúa vào hầu tằng tổ mẫu là nhân tuyên Hoàng Thái Hậu Trần Thị Đang lễ phép và kính cẩn, rất được bà nhân tuyên yêu dấu. Năm Thiệu Trị thứ 6, 1846, tháng Giêng, vua cho làm nhà ở ba vườn Vĩnh Ấm, Vĩnh Tú, Vĩnh Lệ để cho các công chúa Tĩnh Hảo, Nhàn Yên và Huy Nhu ở. Cũng trong tháng đó, vua gả chồng cho cả ba công chúa. Tĩnh Hảo được gả cho phò mã đô úy Nguyễn Văn Ninh. Phò mã Ninh nguyên quán ở huyện Bảo Hựu, Vĩnh Long, là con trai của trưởng phủ sự Thái Bảo Hoàng Trung Hầu Nguyễn Văn Trọng. Công chúa Tĩnh Hảo sống với chồng rất mực yêu quý và hòa thuận. Trong số những người em gái khác mẹ của Tĩnh Hảo có Quy Chính, công chúa Lệ Nhàn, hoàng nữ thứ 15 của vua Thiệu Trị, hạ giá lấy Nguyễn Văn Duy, là cháu nội của Hoàng Trung Hầu Nguyễn Văn Trọng. Mùa hạ năm thứ 6, tháng 4 âm lịch, Tĩnh Hảo được sách phong làm Diên Phúc công chúa. Năm đó, chỉ có duy nhất một mình bà được sách phong làm công chúa. Tháng Giêng, năm Thiệu Trị thứ 7, 1847, vua cấp thêm lương năm cho công chúa Diên Phúc. Mỗi năm được nhận 600 quan tiền và 300 phương gạo, ngang hàng với 4 bài thái trưởng công chúa. Lương hàng năm của các công chúa theo lệ định là 300 quan tiền và 240 phương gạo, nhưng công chúa Tĩnh Hảo lại được đặt cách như vậy, phần nào thể hiện rõ sự yêu thương của vua cha dành cho bà. Tháng 5 âm lịch năm thứ 7, phò mã Ninh gặp tang mẹ. Theo lệ, công chúa để tang cha mẹ chồng là một năm. Nhưng vì mẹ của phò mã Ninh chỉ là thứ thất của Hoàng Trung Hầu, mà công chúa Diên Phúc là con gái trưởng nhà vua, có phân biệt với các thứ công chúa, nên bộ lễ xin cho công chúa để tang tư thôi 5 tháng. Công chúa Diên Phúc mất vào năm Tự Đức thứ nhất, 1847, sau vua cha không lâu. Bà mất khi mới vừa 25 tuổi, tính theo tuổi mụ, được ban thụy là Đoan Nhã. Được biết, công chúa được thờ ở chùa Diệu Đế, nguyên trước đây là phủ Trường Khánh, nơi bà đã từng sống cùng mẹ và các em khi Thiệu Trị chưa đăng cơ. Đến năm 1854, trong một lần dỗ kỵ chị cả mình, vua Tự Đức đến thăm, thấy nhà quy mô nhỏ lại bị hư hỏng. Nhà vua đã ra lệnh cho bộ công xây lại ngôi nhà với tên gọi Diên Phước Trưởng Công Chúa Từ làm nơi thờ tự chị của mình. Ngôi nhà có không gian khá linh hoạt, vừa để thờ, vừa để ở. Cho đến nay, trải qua 4 đời con cháu, công chúa nối tiếp ở dưới mái nhà này. Phủ thờ của công chúa Diên Phúc được dựng ở Kim Long, Phủ Thừa Thiên. Chủ sở hữu hiện nay của nhà thờ là bà Phạm Thị Tuyết Mai, vợ ông Nguyễn Hân, thế hệ thứ 4 của công chúa. Đây là một công trình có hình thức kiến trúc dân gian truyền thống nhưng mang đậm dấu ấn của kỹ thuật xây dựng cung đình, có giá trị đặc biệt về kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hóa. Phủ thờ công chúa là phủ đệ
với một nhà giường có cấu trúc một gian bốn trái, có vườn cây xanh bao bọc xung quanh, đặc trưng dạng nhà vườn đặc thù ở Huế. Đặc biệt, ngôi nhà giường với mái ngói cao và rộng rất lạ so với nhiều nhà giường một gian còn lại hiện nay ở Huế. Trong nhà có nhiều đồ thờ tự, khung ảnh và hương án sơn son thép vàng, sập hụ bằng gỗ quý, cối đá lớn để giã thuốc hay gia vị. Đặc biệt là cuốn sách đồng do vua Thiệu Trị ban nói về đức hạnh và công lao của Diền Phước Trưởng Công Chúa đối với vua cha và dòng tộc. Trước sân có bể cá cùng các đôn đá lớn để làm chỗ trưng bày cây cảnh. Phía ngoài phủ có một cổng tam quan rộng lớn, cổ kính hiện bị tàn phai theo thời gian trên các chi tiết trang trí. Theo lời kể của những vị lão làng, có một câu chuyện rùng rợn về lăng mộ liên quan đến rắn hổ mang. Được biết, lăng mộ trước kia là khu rừng rậm, con cháu của Phước tộc thường xuyên lên đây khai hoang và đã tình cờ tìm ra được ngôi mộ này. Thấy ngôi mộ đặc biệt, họ đã bàn bạc nhau rồi đưa đến quyết định cho xây cất lại mới có như ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, cũng có xuất hiện nhiều người đào mộ những mong sẽ đổi đời, bởi với những ngôi mộ hoàng thân này thường lắm của cải, châu báu hay thậm chí cổ vật cũng vô giá. Nhưng theo lời kể của các bồ lão, không phát hiện được châu báu gì. Ngoài ra, có một câu chuyện mà những người đào mộ kể lại thì trước đây có chú rắn hổ rất to. Chúng có cái mào phía trên, thường gáy lúc 3 giờ sáng, nhưng do tình trạng đào mộ nhiều quá khiến động mộ và sau này đã không thấy chú rắn hổ mang này xuất hiện nữa. Ở đây có yếu tố tâm linh mà các bồ lão vẫn thường bán tín bán nghi rằng có thể trưởng công chúa Triều Nguyễn năm ấy đã đầu thai làm rắn hổ và sống tại đây, cai quản mộ của mình. Chính xác ra sao, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong những chương trình sau của Việt Sử Toàn Thư. Thời gian đã tàn phá nghiêm trọng phủ thờ Diên Phước Trưởng Công Chúa. Công trình đang có nguy cơ sụp đổ do thời gian, trải qua chiến tranh, tồn tại trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Huế. Trước sự tàn phá đó, ngày 2 tháng 10, tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa tiếp nhận dự án bảo tồn trùng tu Phủ Công Chúa. Dự án do Viện Nghiên cứu Di sản UNESCO thuộc Đại học Waseda, Nhật Bản tài trợ với tổng kinh phí trên 2,2 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 11 năm 2013. Ngôi nhà giường một gian hai trái rộng 260m2 này sẽ được hạ giải toàn phần. Sau đó, phần nền móng được gia cố bền vững rồi tiến hành phục dựng y như trước đây. Giáo sư Nakagawa Taseki, Giám đốc Viện Nghiên cứu Di sản UNESCO, Đại học Waseda cho biết, quá trình trùng tu đồng thời là công trình thực nghiệm, học hỏi kinh nghiệm để phục vụ công tác trùng tu di tích kiến trúc gỗ trong tương lai. Công trình nhà thờ này đã tồn tại 158 năm, trải qua một vài cải tạo nhỏ, nhưng cơ bản vẫn giữ được những cấu kiện nguyên gốc và hình dáng kiến trúc nguyên thủy. Viện Nghiên cứu Di sản UNESCO, Đại học Waseda nhận định, đây là một công trình có giá trị đặc biệt về kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hóa và khoa học công nghệ, là cầu nối giữa dòng kiến trúc cung đình và kiến trúc dân gian ở Huế, có giá trị trong dòng chảy của lịch sử kiến trúc Việt Nam nói chung và Huế nói riêng. Việc trùng tu của Viện Di sản UNESCO thêm một lần nữa khẳng định mục đích bảo tồn một loại hình di sản kiến trúc nhà giường đặc trưng xứ Huế. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ là nơi tham quan lý tưởng của du khách và phục vụ nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, Diên Phước Trưởng Công Chúa sinh năm 1824 là con gái trưởng của vua Thiệu Trị, chị ruột của vua Tự Đức. Bà mất năm 1848 vừa lúc tròn 24 tuổi. Vua Tự Đức sau khi lên ngôi đã cho xây dựng lại ngôi nhà với tên gọi Diên Phước Trưởng Công Chúa Tử để làm nơi thờ tự chị gái ruột của mình. Bên cạnh một công trình kiến trúc đồ sộ mới được trùng tu còn là câu chuyện đồn thổi liên quan, đặc biệt là con rắn hổ kỳ lạ đã biến mất từ ngày bị những kẻ đào trộm mộ làm kinh động đến.